Chúng ta qua lệnh tiếp theo vẽ đa giác lệnh polygon. Các bước gọi lệnh các bạn vui lòng xem giáo trình. Chúng ta vào phần A vẽ đa giác khi biết chiều dài của một cạnh. Ví dụ, ở đây để vẽ được đa giác như trên màn hình, bước 1 tại dòng command các bạn nhập B O N L enter. Bước thứ hai nhập số cạnh, hiện tại đa giác có số cạnh tôi nhập 6 enter. Bước 3 nhập e enter, xác định điểm đầu của cạnh bằng cách click chuột trái để chọn một điểm bất kỳ trên màn hình. Bước 5, xác định điểm cuối của cạnh. Ở đây tôi thấy điểm cuối cách điểm đầu là 7.5 theo phương nằm ngang. Lúc bây giờ tôi sử dụng chế độ auto và kéo chuột sang phải, nhập 7.5 enter. Tôi thực hiện lại lần nữa, các bạn theo dõi. Để vẽ được đa giác như trên màn hình, bước 1 tại dòng comment tôi nhập lệnh B O N L enter. Bước 2 nhập số cạnh 6 enter. Bước 3 nhập E enter. Bước 4 xác định điểm đầu của cạnh. Bước 5 xác định điểm cuối của cạnh bằng cách sử dụng chế độ F8, rê chuột sang phải và nhập giá trị 7.5 enter. Chúng ta qua phần B vẽ đa giác nội tiếp đường tròn. Để vẽ đa giác nội tiếp đường tròn như trên màn hình. Bước 1, tại dòng command các bạn nhập lệnh bol enter. Bước 2 nhập số cạnh 6 enter. Bước 3 xác định tâm đường tròn nội tiếp đa giác cần vẽ. Bước 4 nhập Y enter. Bước 5 nhập bán kính R của đường tròn nội tiếp đa giác. Ở đây bán kính của đường tròn là 7.5, tôi nhập 7.5. Enter. Tôi thực hiện lại lần nữa các bạn theo dõi. Tôi thực hiện lại lần nữa các bạn theo dõi. Để vẽ đa giác nội tiếp đường tròn, bước 1 tại dòng comment nhập lệnh BOL, Enter. Bước 2 nhập số cạnh. Ở đây các bạn thấy tại dòng command AutoCAD đã nhớ sẵn số cạnh lần trước là 6 thì các bạn có thể enter không cần nhập số cạnh. Sang bước 3, xác định tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác cần vẽ. Chúng ta rê chuột vào gần đường tròn, thấy xuất hiện tâm. Lúc bây giờ chúng ta chọn tâm đường tròn. Bước 4 nhập Y enter. Ở đây AutoCAD cũng hiển thị sẵn lựa chọn Y. Chúng ta có thể enter. Bước 5. Nhập bán kính R của đường tròn ngoại tiếp. Thì chúng ta có thể nhập giá trị bán kính đường tròn hoặc có thể chi bắt điểm vào đường tròn. Tôi nhấn Shift chuột phải, chọn khoai lên điểm 1 4 của đường tròn. Chúng ta qua phần C, vẽ đa giác ngoại tiếp đường tròn. Để vẽ được đa giác ngoại tiếp đường tròn như trên màn hình, Bước 1. Tại dòng comment các bạn nhập lệnh B-O-N-L. Enter. Bước 2. Nhập số cảnh. Ở đây là hình lục giác tôi nhập số. Enter. Bước 3. Xác định tâm đường tròn nội tiếp đe giác cần vẽ. Bước 4. Nhập C. Enter. Bước 5. Nhập bắn kính R đường tròn nội tiếp. Ở đây bán kính đường tròn là 7.5, tôi nhập 7.5. Enter. Tôi thực hiện lại lần nữa, các bạn theo dõi. Để vẽ được lục giác ngõi tiếp đường tròn như trên màn hình, tôi thực hiện như sau. Bước 1, tại dòng comment nhập lệnh B-O-N-L. Enter. Bước 2, nhập số cạnh, Enter. Bước 3, xác định tâm đường tròn. Bước 4, lựa chọn C Enter. Bước 5, nhập bán kính đường tròn nội tiếp đa giác 7.5 Enter. Như vậy tôi đã giới thiệu xong lệnh vẽ đa giác đều.